Kem sâm Cô Tiên rẻ tiền vậy mà cũng có nhiều hàng giả nhái theo nữa. Thế nên có thể khẳng định là kem này hiệu quả tốt, được nhiều người mua nên hàng giả mới nhái theo nhiều. Trong video này, bên mình sẽ chỉ cho bạn biết cách phân biệt hai loại kem sâm Cô Tiên giả đang có ở Việt Nam nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Đây là loại hàng giả thứ nhất, nhìn qua chắc bạn cũng đã thấy được sự khác nhau của hai loại kem thật và giả rồi phải không? Bên tay trái là hàng giả, còn bên phải là hàng thật chính hãng của Thái Lan. Sự khác biệt đầu tiên bạn cần để ý là kem giả bên trái có tem màu vàng này. Những người bán kem giả họ sẽ nói là kem chính hãng có tem chống giả này, nhưng không phải, tem chống giả này họ tự dán lên để đánh lừa người mua mà thôi, chứ kem thật không có tem gì hết. Bạn cũng dễ dàng thấy được, kem giả bên trái có hình ảnh Cô Tiên, cũng như logo thương hiệu mờ nhòe, không đẹp và rõ nét giống như hàng thật bên phải. Ở mặt sau bạn cũng sẽ thấy được sự khác nhau rõ ràng, kem giả bên trái có hình ảnh này, còn kem sâm Cô Tiên thật thì không có. Ở loại hàng giả thứ nhất này, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được ở cả mặt trước và sau khác nhau một cách rõ rệt. Còn ở mặt bên, ngoài phân biệt kiểu chữ và độ sắc nét khác nhau thì bạn còn thấy được chỗ này, ở kem giả là số 17, còn ở kem thật là số 18. Ở phía mặt bên còn lại cũng vậy, kiểu chữ và màu sắc hay độ đậm nhạt khác nhau. Nhưng mà phải có hai hộp kem thật giả thì mới dễ dàng nhìn thấy được. Một chỗ khác nữa để phân biệt được hàng thật giả đó là chỗ hình ảnh của hai cái logo này, màu sắc khác nhau hoàn toàn luôn. Hộp kem bên trong thì nắp của hộp kem giả có màu đỏ sẫm, màu đỏ tối hơn một chút so với hàng thật bên phải. Dưới đáy hộp kem cũng khác nhau chút ít, nhưng mà quá khó để có thể phân biệt được sự khác nhau. Còn đây là chất kem bên trong, hộp kem giả bên trái này bị đổ trong quá trình vận chuyển. Ở kem giả bạn thấy màu vàng đậm hơn chút so với kem thật. Điểm dễ dàng nhận biết nhất là khi mở nắp kem giả có mùi hơi hắc và nồng. Còn kem thật bên phải có mùi thơm rất dễ chịu, và mùi thơm đặc trưng của kem sâm Cô Tiên. Khi bôi kem thật lên da thì nó thấm nhanh và mịn màng. Còn kem giả có vẻ bết rít và khó tán kem. Nhiều người dùng phải kem giả họ nói là, kem giả khi bôi lên mặt có thể gây nổi mụn nhiều, có người thì bị sưng đỏ mặt, có người thì sau một thời gian da đen sạm hơn cả khi chưa xài kem nữa. Thế nên bạn hãy để ý kỹ cách phân biệt hàng thật giả để mua đúng hãng thật nhé. Đây là loại hàng giả thứ hai, loại này gần như không thể phân biệt được nếu bạn chưa bao giờ dùng kem sâm Cô Tiên này. Tất cả mọi thứ gần như là giống nhau hết, nó chỉ khác một chút là hàng giả in mờ hơn hàng thật một chút thôi, còn lại là gần như không biết cách phân biệt nếu nhìn từ bên ngoài. Và nếu không có hai hộp kem thật giả trên tay, thì cũng không thể nhận ra được là hàng giả in mờ hơn hàng thật. Có rất nhiều người bị lừa mua phải kem giả loại thứ hai này rồi, vì nó quá khó để phân biệt được hàng thật và giả khác nhau thế nào, nếu bạn chưa bao giờ dùng thì mua phải hàng nhái cũng là điều dễ hiểu. Nếu là lần đầu mua kem sâm Cô Tiên, thì bạn nên mua ở shop bán hàng uy tín và có tâm trước, để bạn biết được kem thật có mùi kem thế nào, và khi bôi lên da cảm giác sẽ thế nào. Nhìn kỹ màu nắp đỏ của hai hộp kem, thì bạn thấy màu kem giả nó tươi hơn kem thật một chút xíu, nhưng mà vẫn không dễ dàng để nhìn thấy được màu khác nhau. Cách phân biệt duy nhất ở loại kem này là kem giả không có mùi gì, còn kem thật có mùi thơm của sâm, mùi rất dễ chịu và dễ dàng ngửi thấy được ở kem thật. Kem giả khi bôi lên da cũng rất khó tán kem, nó không được mịn cho lắm, và đặc biệt là nó hơi bết rít, có thể để lại vân kem rõ ràng trên da. Hy vọng qua video này, bạn có thể phân biệt được hai loại kem sâm Cô Tiên giả nhái đang được bán trên thị trường. Mong là bạn sẽ mua được kem chính hãng, để không xài hư hết da mặt.